lắm. Dạ. Nhất là đi cái xe túc túc. Xe túc túc thì có, xe túc túc, túc, túc đi dã man. Vâng, kỷ niệm. Thì thôi rồi. Đi xe túc túc về nhà biết mình xong. Đây, đây là những cái bọn mà nó đi ghép đoàn với mình chứ ạ. Ừ. Ghép đoàn với mình bọn cái ngân hàng khác. Đúng rồi. Nó có cả thằng ngu nữa cơ. Thằng ngu tí là có thằng ngu chú ở đấy phát biểu đấy. À thế là chú phát biểu chú cảm ơn đoàn. Ở trên xe ấy, lúc lúc mà chuẩn bị về. Đúng rồi, đúng rồi, chú đi có đại diện như chú phát biểu. Đây là cái xấu, đây là chiếc cái xấu, cái nút ở đầu và trong mồm cái xấu. Đây là cái này là... Núi gì á? Đây là cái tượng đặt mấy tấn vàng ở cái... Tượng đặt vàng. Đấy, đưa mình vào trong này, chú cái tấm kỷ niệm cả đoàn. Cả cái...